Nội dung thì sẽ có 5 phần: giới thiệu này, ứng dụng cái thằng GetRotterdam và dự án. Mình sẽ có một cái dự án rất là basic, ứng dụng cái thằng GetRotterdam này, sử dụng nó. Thứ ba là tìm hiểu về các cái hook mà nó cung cấp cho mình, các cái hook của thằng GetRotterdam. Thứ tư là data root, cái này là mới từ phiên bản 6.4, thì đây là một cái tính năng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thực tế thì mình lại thấy là ít dùng và mọi người có thể bỏ qua cũng được, bởi vì là cái data root này thì nó sử dụng để quản lý cái, hay là để truy vấn cái dữ liệu cho cái page đấy, cho một cái trang. Ví dụ mọi người truy cập vào trang trang chủ đi, thì ở trên trang chủ tôi cần dữ liệu về sản phẩm, đúng không? Ví dụ thế, thì cái data root này nó sẽ cho phép mọi người tải cái danh sách sản phẩm. Và bây giờ ví dụ tôi truy cập vào một cái trang sản phẩm chi tiết, đúng không? Thì nó cần tải cái thông tin về sản phẩm chi tiết đó, thì cái data root này nó sẽ cho phép mọi người tải trước cái thông tin về sản phẩm đó trước khi mà hiển thị lên cái trang. Tuy nhiên thì thực tế thì nó còn rất là nhiều cái thư viện và rất là nhiều cái kỹ thuật khác để quản lý cái dữ liệu này, thì thực tế thì mình thấy là nó cũng chưa ứng dụng nhiều lắm. Cuối cùng là một số cái tính năng nâng cao, ví dụ như kiểu là private root hay là lazy load.